Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. Báo chí Nga nêu bật chuyến thăm của Tổng thống Putin đến Việt Nam. Báo chí Nga trong ngày 20 tháng 6 đã đồng loạt đưa đậm nét về chuyến thăm chính thức của Tổng thống Vladimir Putin đến Việt Nam. Trang mạng Fontanka.ru cho biết Tổng thống Putin đã hài hước cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của người dân Việt Nam. Với từ ấm áp, Tổng thống Nga không chỉ muốn nói đến lòng hiếu khách của người dân Việt Nam mà còn ám chỉ cả thời tiết. Ông Putin được RIA Novosti dẫn lời nói, "Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả bạn bè Việt Nam đã tổ chức chuyến thăm cấp nhà nước cho chúng tôi. Cảm ơn lòng hiếu khách, đón tiếp ấm áp, vui mừng của các bạn. Ý tôi không chỉ là nhiệt độ ngoài trời mà là sự vui mừng mà người dân Hà Nội chào đón phái đoàn của chúng tôi trên đường phố." Tổng thống Putin đến Hà Nội vào ban đêm và người dân thành phố đã đổ ra đường từ sáng sớm để đón đoàn cấp cao Nga. Trong khi đó, trang mạng Ura.ru cho biết trong cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, Tổng thống Putin đã khẳng định Nga sẵn sàng thiết lập nguồn cung trực tiếp dầu khí dài hạn cho Việt Nam, trong đó có khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Tổng thống Putin cũng ghi nhận sự hợp tác thành công giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng, nhắc lại sự tham gia của Nga trong việc xây dựng các cơ sở sản xuất điện tại Việt Nam. Hãng thông tấn TASS cho biết không dưới 11 văn kiện đã được ký kết trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Putin đến Việt Nam. Các thỏa thuận quan trọng được ký trong lĩnh vực năng lượng, hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng phòng thí nghiệm để chống dịch bệnh, hợp tác giữa hai bộ tư pháp, Tổng cục thuế và hải quan. Tổng thống Putin kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Tối 20 tháng 6, Tổng thống Putin cùng đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Từ ngày 19 tới 20 tháng 6, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Putin đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Lễ đón chính thức Tổng thống Vladimir Putin được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành đón nguyên thủ quốc gia. Trong chuyến thăm, Tổng thống Putin đã hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm, hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tổng Bí thư đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam lần thứ 5 của Tổng thống Putin đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm ký kết hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga 1994-2024 và hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1950-2025. Thưa quý vị và các bạn, cho thuê hộp ngủ là dạng kinh doanh nơi ở trọ siêu nhỏ và việc kinh doanh này thì tiềm ẩn những rủi ro về tính mạng khi xảy ra cháy nổ. Thế nhưng hiện chưa có khái niệm rõ ràng về hộp ngủ, gây khó cho cơ quan chức năng trong việc xử lý các vi phạm. Và sau đây là ghi nhận của VTC14. Thưa quý vị, hiện tại thì tôi đang có mặt tại cơ sở kinh doanh hộp ngủ mà chúng tôi đã ghi nhận trước đó. Và sau phản ánh của VTC thì cơ quan chức năng đã kiểm tra, rà soát và đến nay thì cơ sở đã bị xử phạt và đang trong quá trình tháo gỡ. Trước khi tháo gỡ thì căn phòng có diện tích chừng 20m2 đến 30m2. Thế nhưng, có đến 6 hộp ngủ được chồng lên nhau. Mỗi một hộp ngủ được cho thuê với giá 1,8 triệu đến hơn 2 triệu đồng, bao gồm cả phí dịch vụ. Căn nhà cho thuê này không đảm bảo các yếu tố về phòng cháy chữa cháy, không có cửa chống cháy, trong khi xe điện vẫn để chung trong nhà. Một loạt các vi phạm không được để ý đến. Khi xây dựng mô hình này, thì chủ nhà cũng chưa ý thức được những thảm cảnh về cháy nổ có thể xảy ra. Cái mô hình hộp ngủ này thì tôi lên sân bay chơi, tôi thấy cũng rất là phù hợp. Phù hợp ở chỗ là nó tạo được, mặc dù nó tạo được cái đồ riêng tư cho người ở từng người, thành ra mình thử áp dụng thử thì nó phù hợp với các bạn, đa số các bạn sinh viên và người có thu nhập thấp, người ta đi làm đi học cả ngày, chỉ cần cái chỗ tối về ngủ và nó có cái sự riêng tư để học bài học vở các thứ. Đấy, thì mình lúc đầu thì tụi mình kinh doanh thì chỉ nghĩ nó để thế thôi. Thì cũng cả cái sau này thì mới sẽ xin được cả cái vấn đề họa hoàn, thành ra mới bắt đầu mình hơi lo nghĩ về cái này hơi nhiều. Đấy. Tại quận Hai Bà Trưng, nơi tập trung nhiều trường học, bệnh viện, nên nhu cầu về nhà ở không chỉ sinh viên mà người lao động đều rất cao. Họ chỉ cần giải quyết nhu cầu ở, nên việc xuất hiện hộp ngủ phần nào đã giải quyết được nhu cầu này. Là cái lúc mà mình thuê sleep box ấy thì mình sẽ không nghĩ quá nhiều. Mình chỉ cảm thấy là nó tiện, nó phù hợp với chi phí của mình lúc đấy. Những người dân sinh sống bên cạnh những mô hình này cũng sống trong nỗi bất an.
Tôi rất là lo lắng, thực ra không phải không lo đâu, mặc dù cách nhau 2 mét như thế này, nhưng mà với cái mô hình này cũng rất là lo. Chúng tôi mong sao là sẽ được là bên phường cũng như là bên công an quận cũng sẽ xử lý triệt để. Đây là căn nhà cho thuê Sleepbox đã bị đình chỉ hoạt động do không đảm bảo phòng cháy chữa cháy. Theo đó, căn nhà ban đầu không chấp hành việc xử phạt nên đã phải cắt điện nước để ngừng hoạt động. Thế vừa rồi thì các đồng chí công an quận cũng như là công an phường, đội phòng cháy chữa cháy phường cùng với tổ dân phố cũng đã kết hợp để làm sao mà nhắc nhở chủ hộ để thay đổi cái mô hình này. Vâng, dù sao để đảm bảo cái phòng cháy chữa cháy cho những bà con ở xung quanh. Tất nhiên là với những mô hình này ở trong cái địa bàn dân cư chật hẹp thì cũng là một cái nguy cơ rất là cao về phòng cháy chữa cháy. Đối với cơ sở về hộp ngủ thì trong những cái quy định nó chưa có cái rõ ràng. Và chính vì vậy là chỉ có phân loại và đồng thời áp dụng các cái tiêu chuẩn hiện hành đối với các loại hình này. Và cái loại hình này thì nó tự phát từ những cái nhà ở hộ gia đình. Thế sau đó thì cũng có cái ngăn chia. Thế và để đáp ứng được cái yêu cầu đối với lại học sinh, sinh viên có những cái thu nhập thấp, thế rồi kinh phí ít thì thuê nó phù hợp. Nhưng tuy nhiên thì nó không đảm bảo về phòng cháy cháy. Và như vậy từ cái loại hình mà tự phát, ngăn chia và chuyển đổi những công năng như vậy thì khó khăn trong quá trình mà hướng dẫn để thực hiện và đáp ứng được cái yêu cầu tiêu chuẩn phòng cháy cháy theo quy định. Các quy định pháp luật hiện nay chỉ quy định về việc cho thuê nhà, căn hộ, phòng ở chứ không có quy định về hộp ngủ. Tuy nhiên, các nhà cho thuê dạng hộp ngủ này đều vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Vì vậy mà cần có những quy định cụ thể với loại mô hình này. Trong ngày hôm nay 20 tháng 6, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã ban hành văn bản gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang đề nghị sẵn sàng ứng phó với vùng áp thấp có khả năng hình thành ở trên Biển Đông. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 22 đến 23 tháng 6, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có khả năng hình thành một vùng áp thấp. Dự báo vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hay bão. Khoảng ngày 23 đến 25 tháng 6, áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển khu vực Hoàng Sa và khu vực Vịnh Bắc Bộ. Để chủ động ứng phó, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Kiên Giang theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến gió mạnh, sóng lớn trên biển và vùng áp thấp có khả năng hình thành trong những ngày tới. Các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có tình huống, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo tình hình. Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Thái Nguyên. Khoảng 14 giờ 55 phút ngày 19 tháng 6, trên địa bàn của xã Yên Lạc thuộc huyện Phú Lương đã xảy ra mưa kèm theo sét, khiến cho một người tử vong. Nạn nhân sinh năm 1985, thường trú tại tổ dân phố Dọc Mấu thuộc thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Khoảng thời gian 14 giờ 55 phút ngày 19 tháng 6, nạn nhân đang đi khai thác gỗ tại đồi keo của một hộ dân ở xóm Tân Thủy, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương và bị sét đánh trúng dẫn đến tử vong. Nạn nhân sau đó được vợ và anh trai đi cùng đưa về nhà để làm lễ mai táng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát thiệt hại do thiên tai, thăm hỏi động viên, hỗ trợ kinh phí mai táng cho gia đình người quả cù.